Hello, chào mừng anh chị quay lại cái video cuối cùng dành cho những anh chị mà quan tâm cái bộ công cụ vườn tâm hồn là gì. Thì cái bộ công cụ vườn tâm hồn thì được thiết kế để cho phụ huynh giáo dục về nhân cách và phát triển chỉ số IQ cho trẻ. Đây là cái đường link chi tiết anh chị vào vườntâmhồn.vn/nhân cách. Thì anh chị xem cái hình cái cây vườn tâm hồn đây nha. Cái cây vườn tâm hồn thì ở trên đây vườn tâm hồn có 50 cái hạt giống anh chị, giống như những cái hạt giống anh chị thấy, hạt giống biết ơn nè, hạt giống niềm tin nè, hạt giống động lực nè, hạt giống học hỏi nè, hạt giống trách nhiệm nè, hạt giống can đảm nè, hạt giống khen tặng nè, hạt giống hiếu thảo đó. Như vậy là vườn tâm hồn gồm 50 cái phẩm chất, cái đức tính, cái tính cách tích cực mà được chọn lọc sẵn. Và phụ huynh là người trực tiếp sử dụng cái bộ vườn tâm hồn để tương tác với con. Và cái mục tiêu của mình là gì anh chị? Thứ nhất đó chính là rèn luyện về cái hành vi và cái thói quen tốt. Cần phải rèn luyện anh chị, chứ không phải là mình chỉ dạy theo cái cách giáo dục công dân ở trường anh chị, là cứ học thuộc và trả bài, con cứ thuộc, con nói mà không có thực hành, không có hành động. Thì ở đây chúng ta là tạo cái kết quả bằng cách là phải thấy được cái hành vi, những cái hành động của con đó, đó là những cái thói quen, tốt. Mà những cái thói quen này anh chị nó sẽ gắn được với các cái tình huống thực tế. Và cha mẹ chính là cái người thực hành, cái người rèn luyện, cái người cùng quan sát và giải đáp cho con. Tại vì trong vườn tâm hồn anh chị, trẻ sẽ được học qua cái câu chuyện, qua những tình huống trong cuộc sống, và có rất nhiều cái câu hỏi để trẻ sẽ trả lời. Và cái người mà đồng hành chính là người phụ huynh. Như vậy thì cái cách dạy của vườn tâm hồn anh chị là nó cũng giống như cái cách của thầy giáo sư Shichida của Nhật Bản. Cha mẹ chính là cái người yêu thương, cái người rèn luyện cho con, cái người đồng hành với con. Đó, đó là cái cách mà vườn tâm hồn muốn gieo 50 cái hạt giống vào con thì sẽ thông qua cái người cha người mẹ. Và người cha người mẹ khi gieo cho con thì tự nhiên mình cũng sẽ được sáng rực rỡ luôn, những cái hạt giống đó mình cũng sẽ được sáng theo. Thì ở đây để mà anh chị sử dụng tốt, anh chị đối với anh chị mà đã có vườn tâm hồn rồi thì anh chị phải cần tạo cái thói quen tích cực cho con, bằng cách là anh chị đem về và anh chị sẽ thực hiện cái việc mở audio cho con nghe mỗi buổi tối. Và Lê Thanh Trong đảm bảo với anh chị luôn, anh chị mở liên tục một tháng đầu tiên thì sau đó trẻ sẽ không có thể ngủ được khi mà thiếu vườn tâm hồn. Và rất nhiều phụ huynh của vườn tâm hồn đã phải bảo các anh làm sao mà làm như con em nó ghiền luôn cái vườn tâm hồn. Thì thật ra là cái đó là cái thói quen anh chị. Khi anh chị đã gieo 21 ngày rồi thì trẻ gần như là cái âm nhạc đó quen. Con chìm vào giấc ngủ là cần cái âm nhạc, cần cái câu chuyện đó, cần học một cái tình huống trong cuộc sống như vậy. Mà đã quen cái thói quen đó rồi thì trẻ sẽ ghiền. Đó, cho nên anh chị quan trọng nhất là mình đó anh chị, mình cần cái sự thay đổi. Anh chị học cái chuyên đề này thì cái nội dung đầu tiên đó, cái sự phát triển và cái hành vi của con sẽ thay đổi phụ thuộc vào cái cách giáo dục của anh chị. Mình gieo cái gì mình gặt cái nấy, mà mình sẽ gieo những cái hạt giống tốt này thì mình sẽ gặt được những cái hành vi, cái thói quen tốt. Ở đây có cái câu rất là hay là gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách. Và mình gieo tính cách mình sẽ gặt số phận. Thì đây mình gieo những cái hạt giống tốt thì chắc chắn mình sẽ đạt được những cái kết quả tốt. Và ngay tại gia đình của mình anh chị, chúng ta sẽ qua cái đây 50 cái hạt giống vườn tâm hồn thì được đưa vào 5 cái nhóm giá trị. Thứ nhất đó là cái ý chí mạnh mẽ, cái trái tim yêu thương. Thứ hai, thứ ba là có niềm tin vào bản thân và cuộc sống. Thứ tư đó là suy nghĩ và có thói quen tích cực. Và thứ năm đó chính là biết cho đi và mang giá trị cho người khác, không phải là
mình đạt cho mình mà mình còn phải biết cho đi, và mình mang giá trị lại cho người khác nữa anh chị. Thì đây là cái bức tranh hình kim cương của vườn tâm hồn, gồm đây là giống như anh chị tưởng tượng đây là con của mình đó, và mình sẽ rèn luyện cho trẻ đạt được năm cái giá trị này. Và năm cái giá trị này thì nó gắn với ba cái gốc rễ, đó chính là nó sẽ nằm ở cái phần tình yêu thương, nó phần đạo đức và nhân cách, và cái sự ý chí mạnh mẽ này nó nằm ở cái chỗ là nghị lực đấy anh chị. Đó. Và hai cái này thì bây giờ rất là thiếu anh chị, và cái tình hình xã hội hiện nay thì nó các cái giá trị về nhân văn, giá trị sống nó đang suy giảm một cách là trầm trọng, và cái hệ thống giáo dục của mình gần như là chưa có cái thay đổi nào mạnh mẽ đủ để giữ nó lại hoặc là phát triển nó lên. Thì vườn tâm hồn như là một cái cứu cánh ở gia đình để anh chị an tâm hơn cho cái việc là giáo dục của con mình hướng đến cái việc phát triển ba gốc rễ, chứ không phải là suốt ngày mình đưa con đến trường, mình đưa đến trung tâm, đến chỗ này đến chỗ kia để mình dạy về cái các cái kiến thức thôi, nhỏ nhé kiến thức thôi, chứ cái gốc rễ về trí tuệ hiểu đúng hiểu sâu thì chả mình cũng chưa có đạt được nữa anh chị. Nên đây là ba cái gốc rễ của giáo dục anh chị cần chú ý để đào tạo, để tạo môi trường cho con. Thì môi trường giáo dục gia đình là môi trường cực kỳ quan trọng, và những cái gì người cha người mẹ nói với con nó sẽ theo con suốt đời anh chị, và nó ảnh hưởng mạnh mẽ với con lắm. Và anh chị cứ để ý các cái nước giáo dục tiên tiến, nước tiên tiến thì có nào giáo dục phát triển thì gần như cái giáo dục gia đình người ta tập trung giáo dục gia đình dữ lắm. Và cái giá bán của vườn tâm hồn thì sao anh chị? Nó thấp thôi anh chị, nó rất là phù hợp với cái thu nhập của đa số cha mẹ hiện nay. Thì ở trên đây anh chị sẽ thấy là nó có hai bộ combo sản phẩm. Và cái bộ combo này thì anh chị thấy thứ nhất là cái combo 1, nó gồm một cái bộ thẻ và cộng với cái audio, chính là cái nghe đó anh chị. Thì cái bộ combo 1 này nó phù hợp cho cái độ tuổi mà khoảng lớp lá, tiểu học đổ lên đó chị, cuối lớp lá và tiểu học đổ lên thì rất là phù hợp, cái bộ thẻ thần kỳ cộng với audio. Và đối với cái combo 2, đó là chính là cái bộ Kids Family và cái 50 video, tức là có hai cái bạn MC đây hướng dẫn cho các con học luôn. Thì cái bộ này nhỏ hơn, cái bộ này thiết kế dành cho độ tuổi mầm non, 2 tuổi rưỡi rồi đến độ tuổi mà 4 tuổi, 5 tuổi rồi đó anh chị. Và cái bộ thẻ Kids Family này là bộ thẻ song ngữ, nên là các con cũng sẽ học nhiều hơn, dài hơn đó. Thì đây là chọn cái bộ hai cái bốn cái bộ sản phẩm, bốn cái sản phẩm khác nhau nha anh chị, và được hiện tại thì được đưa vào trường mầm non cũng như các phụ huynh chọn để dạy cho con tại gia đình, tại các cái trường mầm non tư thục anh chị, thì đang sử dụng rất là nhiều cái giá trị của vườn tâm hồn để dạy kỹ năng sống cho các con, phát triển cái chỉ số cảm xúc cho các con tại trường. Và các trường đó đang ứng dụng mỗi ngày anh chị, mỗi ngày bóc một thẻ và dạy một cái tình huống trên thẻ, và cứ liên tục như vậy quay đi quẩn lại trong 50 cái hạt giống của vườn tâm hồn. Và ở đây anh chị sẽ thấy là mỗi một cái tài khoản nghe audio hoặc là video này nè anh chị, thì được anh chị được cài trên cái app có tên là Vườn Tâm Hồn. Anh chị có thể lên App Store hoặc là CH Play mình tải về và mình dùng thử, mình nghe thử nha anh chị. Trên đó cho mình tải về mình nghe thử luôn. Và khi anh chị mua thì mỗi một cái tài khoản thì được sử dụng trên 4 máy. Và anh chị chỉ mua một lần thôi, mua một lần mình sử dụng trọn đời. Và sau khi anh chị mua sản phẩm thì anh chị sẽ được tham gia, anh chị cứ tham gia vào cái nhóm cùng con trưởng thành này bây giờ đang mở rộng anh chị, cho nên anh chị cứ tham gia vào cái nhóm này để anh chị được học rất nhiều cái kiến thức trong đây. Cái bộ combo 1 thì chỉ có giá chỉ có 990.000 thôi anh chị. Mình được giảm giá rất là sâu ha. 1.950.000, tuy nhiên là chỉ giá bán anh chị là chỉ có 990.000 thôi. Còn đối với bộ combo 2 thì anh chị chỉ còn lại cái giá là của mình là có 1.490.000 thôi. Đó, rất là rẻ. Anh chị được sử dụng rất là lâu, mua sử dụng
chọn cái bộ này thì anh chị là từ con chị từ mầm non cho đến tiểu học lớn luôn. Bốn cái sản phẩm này là phù hợp cho mầm non và tiểu học. Còn cái quà tặng khủng thì sao? Cái quà tặng thì anh chị sẽ xem cái quà tặng bên đây ha. Cái quà tặng thật khủng nó gồm cái gì đây? Thứ nhất đó là bộ 50 câu hỏi gieo trồng nhân cách và gặt hái thành công. Khi anh chị mua bộ sản phẩm thì anh chị được tặng kèm vào. Cái thứ hai đó là cái bản tuyên bố cha mẹ thông thái. Bản tuyên bố cha mẹ thông thái. Cái bản tuyên bố này thì cũng ứng dụng cái kiến thức về NLP. Có một cái ứng dụng của NLP đó anh chị. Cái tuyên bố, cái tưởng tượng, cái mình tưởng tượng mình đã trở thành cha mẹ thông thái đó anh chị. Thì khi mình tưởng tượng và mình thực hành nữa thì nó sẽ rất là nhanh để đạt cái kết quả. Cái quà tặng thứ ba đó chính là cái ebook Tâm thức con trẻ. Cái ebook này do Vườn Tâm hồn tự viết. Và cái tình huống của cái ebook này đó chính là một cái người mẹ đã dạy con của mình ở cái độ tuổi 9-10 tuổi đó, có những cái hành vi chưa có tốt. Và người mẹ này đã quyết tâm thay đổi con như thế nào. Và trong đây cái ebook hướng dẫn cái người mẹ này đã sử dụng 9 cái hạt giống làm đẹp mỗi ngày. Trong Vườn Tâm hồn 50 hạt giống. Và người mẹ đã sử dụng 9 hạt giống để thay đổi hành vi của con mình từ chưa tốt để trở thành tốt và tích cực hơn. Và cái quà tặng thứ tư đó chính là chọn phong cách học tập cho con theo VAK. VAK đó là từ cái việc là nghe, nhìn. Từ việc nhìn, nghe và tương tác vận động. Thì đối với mỗi một trẻ như vậy thì mình sẽ xây dựng cái chiến lược học tập cho con như thế nào cho nó phù hợp. Và cái quà tặng thứ năm đó là chính là quà tặng cuối cùng, đó chính là cái khóa học trò chuyện cùng con. Thì ở cái video trước thì anh chị được tặng cái khóa học trò chuyện cùng con VIP. Tuy nhiên là với anh chị mà mua chọn cái bộ sản phẩm nha anh chị, tức là mình mua chọn 4 sản phẩm á, gồm cả combo 1 cộng combo 2, thì anh chị được tặng cái khóa học trò chuyện cùng con Super VIP. Cái VIP này được nâng cấp lên thành cái Super VIP. Thì chọn cái bộ quà tặng này thì cái giá trị của bộ quà tặng này là 1,5 triệu. Chọn bộ này là 1,5 triệu. Như vậy thì anh chị chỉ bỏ ra khoảng 2,5 triệu thôi, chị nhận thêm cả một cái giá trị cái bộ quà tặng là 1,5 triệu nữa. Chị thấy có hấp dẫn không ạ? Có thú vị không ạ? Đầy đủ những cái này anh chị sẽ được nhận qua email, 4 cái quà tặng ở trên qua email. Và cái khóa học trò chuyện cùng con thì anh chị được học trực tiếp ở trên cái app. Nó đi kèm với cái app Vườn Tâm hồn để anh chị học luôn cái video và cái audio trên đó luôn. Thì đến đây là anh chị đã vừa hiểu qua được cái Vườn Tâm hồn nó là cái gì, và khi anh chị mua thì là giá bán bao nhiêu và được kèm những cái quà tặng gì. Ngay bây giờ thì anh chị có thể là gia nhập vào cái nhóm Cùng Con Trưởng Thành để anh chị cũng sẽ tương tác ở trên đây, được học những cái kiến thức. Và với các anh chị mà chưa có Vườn Tâm hồn thì anh chị nên nghiên cứu, mình dành một cái khoản tài chính nhỏ để mình sở hữu cái bộ sản phẩm và mình đồng hành với con của mình mỗi ngày, đặc biệt là cái khóa học. Cái khóa học này dành cho cha mẹ nào mà mình mong muốn, thật sự mình mong muốn sở hữu cái cách mà mình dạy con, đó là mình thông qua cái ngôn từ, nó giống như là cái bí quyết để anh chị mà trở thành cha mẹ, truyền cái động lực và cái cảm hứng cho con đó anh chị. Nó rất quan trọng ha. Đó. Thì đến đây là chọn cái chủ đề của mình kết thúc. Và cái anh chị cũng đã biết qua cái Vườn Tâm hồn là cái gì. Thì bây giờ chỉ có việc là anh chị ra quyết định và hành động thôi, bằng cách là mình mua ở đây anh chị. Mình vào cái đường link này ha. vườntamhon.vn/nhân cách. Và anh chị chỉ việc bấm đặt mua trên đó thì sẽ có nhân viên
có trợ lý của Lê Thanh Trong sẽ trực tiếp gọi điện và xác nhận và giao hàng tận nơi cho anh chị trên toàn quốc. Thu tiền mặt cũng được và chuyển khoản cũng được, rất là thuận lợi. Và xin chào anh chị và xin hẹn gặp lại anh chị ở những cái chuyên đề tiếp theo. Tại vì ngoài những cái chuyên đề này thì Lê Thanh Trong sẽ, sắp tới sẽ có phát triển những cái chuyên đề để dành riêng cho cái việc là anh chị dạy về trí tuệ cảm xúc cho con thôi. Cái chỉ số này nó cực kỳ quan trọng và nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà thành công của trẻ. Giống như ai đó đã nói là với IQ thì người ta tuyển dụng bạn, nhưng mà với EQ, với trí tuệ cảm xúc thì người ta sẽ đề bạt bạn. Tức là thăng chức hay không, làm sếp hay không thì nó nằm ở cái chỉ số EQ. Anh chị sẽ follow Facebook Lê Thanh Trong hoặc là trong nhóm trò chuyện cùng con hoặc là Thế Hệ Vàng để anh chị sẽ thông biết những cái thông tin về những cái chuyên đề để mình tham gia. Nó có thể miễn phí hoặc là có phí rất thấp. Anh chị xin hẹn gặp anh chị ở những cái chuyên đề tiếp theo. Xin chào và xin hẹn gặp lại.